Ok, hello, chào mừng mọi người đến với trở lại với channel của mình. Mình là Sonal và hôm nay mình sẽ chơi Gunstar Vegas. Thì hôm nay mình sẽ đi quậy cái gì nè ta? Khu quân đội. Đúng rồi. Động cơ phản lực của siêu nhân đỏ. Cắm xếp hạ để mình định vị khu quân đội nằm chỗ nào. Phốc. Đấy, nằm sát lên. Quậy tới khi nào mình chết thì mình mới thôi. Mình không có vũ khí, mình chỉ có cái súng bắn vô hạn thôi. Lao vào. Mấy ngày nó trâu quá. Ném lựu đạn. What the fuck? Ông em nè. Nổ trời ơi. Fuck you ba biết sao mày không nổ. Ừ. Thanh niệm nháo đá. Vô xe nè. Chiếc này mình lên không được. Để mình lấy xe tăng mình ra mình quẩy. Xem coi chơi chiếc nào cho nó châu châu một chút. Thầy chiếc này y hệt như của nó luôn. Trời ơi, mày tưởng đâu mày có, tao không có thôi. Đậu gì đó tốt ngoài dữ vậy. What the shit gì hết. Ồ, mình đâu có bấm vào đâu. Đi tiếp nè. Trời ơi, đợi mày đi. Đợi mày đi là nó giết tao rồi. Ủi nào. Đúng. Trời ơi, mày tưởng nó mày có, tao không có à. Ây da, ây da, nó mất. Bánh xe mình lên à. Bất bì gì. Ở chó này nó dọn mất tiêu cái kia của mình rồi, sao họ mình về cho. Xe này khó lái quá rồi. Nó thật chứ lần đầu mình chạy chiếc này nè nên rất là khó khăn. Bắn xe tao à. Cán hả. Xe công an nó hú quá các bạn ơi. What the fuck. Tủi nát nó bay luôn. Lao vào.
bỏ súng với xe tăng à. Ngu người, một thanh niên. Thanh niên hai, đó. Phải đổi xe tăng đi. Này thầy để ngược theo. Quẩy. Quẩy lên nào. Một thanh niên. Cái lửa như vậy kìa. Nào chơi mà ghê thế. Thì ra là mày. Vô lấy xe chiếc khác ra chơi. Qua bên máy bay hả? Coi nào. Oh, what the shit. Cái hàng này nó chạy nhanh tàn sát luôn á các bạn ơi. Sao mà xa thế nhỉ? Nhanh lên nào, nhanh lên nào, chạy đi lấy đấy mấy bạn. Tự nhiên mình đắp vào đây làm gì? Ừ, nhảy qua. What the hell? Siêu nhân đỏ biến thành rồi. Ôi sao chiếc này nó bay thì nó chả có bắn gì cả. Để coi coi. Thôi chùn đi. Để họ nó kéo lại cả lũ một cái là mình chết nè. Không ai bay lại ta đâu. Chốn nào. Yes. Mình xin kết thúc video. Bạn thấy video hay nhé, để lại cho kênh của mình một like và một subscribe nhé.